xin kính chào toàn thể quý bà con nông dân, xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hiện nay ở Cần Thơ đang xuống giống vụ đông xuân. Hiện nay chúng tôi đội máy bay của công ty cổ phần Nicotech, chúng tôi lại đang có mặt ở trên đồng ruộng. Kính thưa bà con, kính thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo cho một vụ lúa, đặc biệt là vụ lúa đông xuân được tốt, thì việc đầu tiên khi cho hạt lúa xuống giống thì bà con chúng ta biết rồi, ngoài việc chúng ta làm ruộng kỹ lưỡng thì bà con chúng ta cần phải phòng trừ dịch hại ngay từ đầu vụ, đó chính là trừ cỏ dại. Một trong những cái biện pháp mà chúng tôi luôn luôn khuyến cáo với bà con đó chính là dùng thuốc cỏ diệt mầm. Tuy nhiên thì hiện nay thì có nhiều bà con chúng ta dùng diệt mầm nhưng nó lại không đạt hiệu quả, thì bí quyết nó nằm ở chỗ nào? Kính thưa quý bà con, một trong những cái việc mà để thuốc cỏ diệt mầm đạt hiệu quả cao nhất chính là thời gian sử dụng. Tại sao lại nói là thời gian sử dụng? Bởi vì để cái thuốc cỏ diệt mầm nó phát huy được cái hiệu quả tối đa thì nó yêu cầu kỹ thuật, đó là cái phải đảm bảo cái độ ẩm. Mà thời gian vụ đông xuân thì hầu như trên ruộng của bà con chúng ta là phải tháo xe cái mặt ruộng, do vậy dẫn đến tình trạng là ruộng nó xe rất nhanh. Do vậy để tăng cường cái độ ẩm và sử dụng thuốc cỏ nhanh nhất và hiệu quả nhất, bà con hãy gọi ngay đội máy bay của Nicotech. Chỉ trong một tiếng đồng hồ thôi, chúng tôi có thể xử lý cho bà con được vài hectare. Như bà con xem, máy bay chúng tôi đang phun thuốc cho bà con ở trên cánh đồng Hưng Thành ở đây. Ngoài ra thì bà con phải sử dụng thuốc cỏ diệt mầm để nó đạt được cái hiệu quả cao nhất. Tại sao chúng tôi lại khuyến cáo với bà con là chúng ta nên sử dụng thuốc cỏ diệt mầm? Bởi vì thuốc cỏ diệt mầm là nó diệt được tất cả các mầm cỏ. Còn nếu như bà con không sử dụng thuốc cỏ diệt mầm là sử dụng hậu nảy mầm thì nó rất là gian nan. Kết hợp với lại một số các cái sản phẩm thì đây giới thiệu bà con, đây chính là cái chúng tôi đang sử dụng ở trên cây ruộng lúa ở Hưng Thạnh, chính là cái Butanic với cái thành phần hoạt chất là Butacalo. Đây là một trong những cái thuốc cỏ diệt mầm rất hữu hiệu của công ty cổ phần Nicotech. Hiện nay chúng tôi đang dùng sản phẩm này để diệt mầm cỏ cho bà con ở trên cánh đồng của Hưng Thạnh. Và để tăng được cái hiệu quả và sử dụng nhanh thì tránh cái trường hợp như bà con đã thấy, khi bà con xả trong vòng 2 đến 3 ngày mà bà con không xử lý diệt mầm kịp thời, và đặc biệt trong cái vụ đông xuân như thế này, nhiệt độ lúc nào trời ngoài trời cũng nắng, lúc đó thì nó làm cho cái mặt ruộng của bà con chúng ta nó xe lại, nó hồ lại. Đấy, thì nó sẽ kém cái hiệu quả. Và để giải quyết được cái công việc đó, bà con hãy gọi ngay đội máy bay của Nicotech. Trong chỉ cần vài phút đồng hồ thôi, 30-40 phút đồng hồ chúng tôi là chúng tôi có thể là xử lý cho bà con được vài hecta thôi. Đấy. Không bỏ đi anh. Ngoài ra thì công ty cổ phần Nicotech nó có cung ứng các cái dòng thuốc mà diệt mầm đạt hiệu quả rất là cao và được nhiều bà con tin dùng, đến nay là hơn 30 năm nay rồi. Xin thưa với bà con và các bạn. Đấy. Thì đây giới thiệu với bà con, đây chính là cái thuốc cỏ diệt mầm Butanic với các thành phần hoạt chất là Butacalo. Một chai như thế này bà con chúng tôi đang sử dụng cho 1 hectare. Đấy.